Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2020 trên kênh truyền hình VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tầng thấp kết hợp với sự hoạt động của dòng xiết trên cao nên Bắc Bộ đã có rét đậm diện rộng trong hai ngày 19 và ngày 20 với mức nhiệt độ trung bình xấp xỉ ở ngưỡng 15 độ C, trời có mưa nhỏ nên đôi chút cản trở cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Và trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 1, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu và di chuyển ra phía biển và đồng thời trên mực 1.500m vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mở rộng nên nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh thành tăng nhẹ so với 24 giờ trước đó. Sau đó thì từ ngày mai, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng tuyến tính từ 1 đến 2 độ C mỗi ngày ở phía Đông Bắc Bộ, phổ biến từ 23 cho đến 27 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ khoảng 26 cho đến 29 độ. Một số nơi ở mỏm Tây Bắc khả năng chạm ngưỡng 30 độ C. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị Tết cho bà con. Và khoảng từ chiều tối và đêm ngày 24, tức đêm ngày 30 tháng Chạp âm lịch, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta, khiến trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào chủ yếu ở vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc, khả năng còn đi kèm với hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc, xoáy và gió giật mạnh. Còn các khu vực khác chủ yếu sẽ là những cơn mưa xuân lất phất diễn ra trong đêm giao thừa. Và cùng với mưa, nhiệt độ sẽ giảm dần những ngày sau đó. Quý vị cần sắp xếp các hoạt động ngoài trời hợp lý, tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trong khi ở miền Bắc thời tiết thay đổi thất thường, thì từ nay kéo dài đến 3 ngày tới, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ giữ duy trì dạng trạng thái không mưa, nhiệt độ thấp từ 16 cho đến 19 độ tại vùng cao nguyên và từ 23 cho đến 26 độ ở Nam Bộ. Vào ban ngày, nắng bao trùm toàn vùng, nhiệt độ cao nhất ổn định từ 28 cho đến 31 độ C ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Cục bộ thì có nắng nóng, nhiệt độ đạt mức là 35 độ C. Người dân cần cảnh giác với hiện tượng chập cháy ở nơi đông dân cư, chú ý tắt hết các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà. Cùng đến với thông tin thời tiết tại Trung Bộ trong 3 ngày tới, toàn miền sẽ có diễn biến thời tiết rất ủng hộ cho hoạt động những ngày giáp Tết, khi mà trời khô ráo, ban ngày có nắng vừa phải, nhiệt độ xung dao động từ mức là 26 cho đến 29 độ tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 29 cho đến 32 độ ở thành phố Đà Nẵng trở vào đến tỉnh Bình Thuận. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Đêm ngày 24 có mưa rào, rải rác, trời rét đậm, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới là từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Từ chiều ngày 24 tháng 1 có mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều sẽ trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 23 đến 26 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, tăng nhẹ lên khoảng 1 độ, phổ biến từ 24 cho đến 27 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 3 ngày tới ổn định từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, 3 ngày tới phổ biến không mưa, ngày nắng, nền nhiệt ổn định từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trưa chiều đạt mức từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi lên mức 35 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Từ chiều ngày 24 tháng 1 có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ 23 đến 26 độ, sang 2 ngày tiếp theo tăng nhẹ khoảng 1 độ, phổ biến từ 24 đến 27 độ. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ, ban ngày trời nắng ráo, gió Nam đến Đông Nam hoạt động ở mức cấp 4 và cấp 5. Từ chiều tối ngày 24 tháng 1, gió chuyển dần sang hướng Đông Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động nhẹ. Tàu thuyền cần lưu ý khi hoạt động tại vùng biển này. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa không bị hạn chế, gió hướng đông đến đông bắc cấp 4 và cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Nhìn chung không gây ảnh hưởng nào đến hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như là đánh bắt hải sản của bà con. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.